70-80 ạ. Thế anh hỏi là nuôi bao nhiêu cây á? Sau này mình chuyển ra khoảng 18-20 ngày thì mình nó đông thì mình sang ra. Đấy, nó đông không? Nói chung là lên san ra, san ra thành hai thùng để mình thay cái cành lá mới để mình đổ con đến mình đi. Thế như từ đầu đến cuối là nó không tốt đâu. Xuống ngã ba quay đầu. Dẫn luôn cành lá khô nó dễ hơn anh ơi, dễ xử hơn. Để trứng thì phải mất tiền mua, nó không chủ động. Anh nuôi cành lá cho nó chủ động, nó nhiều loại cành lá anh cũng dẫn luôn, nuôi nó dễ. Mẹ luôn anh ơi, cành lá khô ấy kiếm ở quê nó nhiều chứ, nhiều cứ trồng vào cái nguyên thủy đấy thì nó không chủ động. Chung cư xuống mua thì có hướng dẫn đầy đủ hết. À, nuôi bằng cái chuồng ni lông thì nó không tốt vào thùng gỗ. Nó nuôi cũng được nhưng không bền vàng. Chuột nó dễ cắn thủng. Đúng rồi, thì mình thôi nó chuột nó cắn thủng ấy, có chuột không? Rồi, thế thì ok nhá. Nói chung là khi mua trứng thì có tài liệu hướng dẫn rồi, là hợp đồng đầy đủ rồi. Đấy, cho nên là trong quá trình nuôi mình vừa đọc tài liệu, có vấn đề gì thì mình hỏi anh nhá. Ba vị trứng à? Mình hôm trước là bảo ở đâu nhỉ? Rồi ok, cứ gửi 1 triệu cho mình, cứ gửi cho bạn 4 khác nhá. Đấy. Rồi, cứ gửi tiền xong nhắn địa chỉ cho mình sẽ gửi xe nhá. Mình lấy tài khoản Vietcombank hay nông nghiệp? Vietcombank mình chuyển máy điện thoại cho nhanh nhá. Ok. Cứ điện cũng được, cứ điện cũng được, kèm theo cũng được. Đúng rồi, chuyển tiền theo Vietcombank rất là nhanh, mấy phút là nhận được ngay. Đây để mình nhắn số tài khoản sang nhá. Rồi ok bạn nhá. À, cảm ơn bà con đã theo dõi. Bà con có nhu cầu xin liên hệ trang trại Kinh Xuân. Điện thoại 0974870000.